Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đua Gary Fitter, một thương hiệu xe thuộc tập đoàn của Czech và được lấy tên theo tên một người coi như là sáng lập ra chiếc xe Mountain Bike, là ông Gary Fitter, người sáng lập ra Mountain Bike, cũng là thương hiệu thuộc tập đoàn của xe Czech rất là nổi tiếng thế giới, thương hiệu Mỹ, Hung Rom. Sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, sử dụng đồ của Bontrager. Như các bác đã biết thì Bontrager cũng là một hãng phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng, phục vụ và sản xuất riêng cho tập đoàn Czech. Xe được chạy bộ chuyển động Shimano. Sơn nguyên bản. Giá bên đây nó bán tại cửa hàng là 8 triệu rưỡi. Chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, thương hiệu chúng nó rất là nổi tiếng ở và quen thuộc ở những thị trường châu Âu. Về phần đi đâu thì được trang bị bộ tay lắp của Shimano. Đánh 700C, đồ băng chay gư. Đùi MSA của Mỹ. Hiệu Gary Fitter thuộc tập đoàn Czech, lấy tên của một người sáng lập ra xe Mountain Bike, là xe địa hình. Nó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50cm. Giờ xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75. Đi là phù hợp. Trang bị bộ lip 8 tầng và 2 tầng nữa cho xe 16 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe em đang bán tại cửa hàng với mức giá là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.